Nhìn cái chai này em nhớ tới bài. Khi mà bay mất đó là do cái chai này hết. Em nhớ hoài. Bác sĩ với lại y tá nó sang rồi bay em mất rồi. Em chết đứng rồi. Lúc đó em vuốt mắt ba. Họ nhắm mắt, vuốt mắt xong rồi nha, kêu họ ba về bơi. Con xin lỗi, về không kịp. Con xin lỗi, về không kịp. Cho nên tôi trích góp cho trong những cái hành trình tôi đi bán khẩu trang thì tôi trích ra được mỗi hộ 2 triệu thôi. Thì ở đây là để mà chia sẻ đến gia đình anh. Cà Mau, nơi tận cùng của Tổ quốc, là vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt bao đời. Nhưng cái nghèo, cái khó của bà con vùng sâu, vùng xa đất mũi vẫn là những câu chuyện khiến người ta phải nghẹn lòng. Đến với chương trình Tiếng Rào Cuộc Đời, khán giả sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đời thường, những khung cảnh chân thật nhất của cuộc sống bà con vùng sông nước. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem chương trình Tiếng Rào Cuộc Đời. Rồi, hello, xin chào quý vị khán giả. Lại tiếp tục mời quý vị khán giả đến với là chương trình Tiếng Rau Cuộc Đời mùa 2 tập 2 nha cả nhà. Thì sang di chuyển từ cái hoàn cảnh số 1 xong bây giờ qua hoàn cảnh số 2. Thì đến với gia đình này cái câu chuyện ra sao thì hiện tại bây giờ là sang chưa có nắm được cái câu chuyện như thế nào. Rồi em chào anh. Em tên Sang. Còn đây là anh Sơn. Anh Sơn ngồi đi anh Sơn. Sơn ngồi đi. Ôi, em từ Sài Gòn xuống. Em không biết anh tên gì á? Anh tên Lâm. Nhà mình gia đình nó vợ con sao rồi? Vợ con bỏ đi hết rồi. Còn lại thằng con Út. Với thằng cháu nội với con dâu. Con dâu thì nó cũng mới về gia đình đây là cũng chưa được năm. Rồi con trai anh. Con trai thì nó cũng đi làm thế là mướn rửa hầm đồ vậy đó. Rửa gì anh? Rửa hầm tôm ta nè, ta lên nuôi tôm người ta lên đó người ta mướn mình rửa. Còn anh làm nghề gì? Anh không có làm gì được hết trơn á. Thì anh bệnh là cũng 9 năm nay rồi. Nó khi kiểu nó khi muốn lên cơn mệt nó lên à. Ở nhà với cháu nội rồi con dâu với lại con trai thì đi làm. Dâu thì khi nó làm còn cái nó ở nhà nó nấu cơm nước rồi chồng nó đi làm cũng khổ đó rồi làm thì không mấy rồi như đồ đạc đồ mấy cái này là của thằng con đó trên này là nó gửi vợ chồng nó đi Bình Dương vỏ máy thôi chứ còn như anh ở đây cũng chưa có vỏ máy gì hết. Con đưa cháu nội à? Có thằng cháu nội. Rồi anh không có làm nghề gì hết? Anh không có làm gì nặng được. Năm nay nãy anh nói nhiêu tuổi rồi? Anh 61 tuổi. 61. Giờ không có làm gì bây giờ người con dâu với lại người con trai đi làm. Anh tổng cộng mấy đứa con? Anh thấy là 4 đứa con mà nó có chồng có vợ chứ nó theo mẹ nó.
hết hai rồi, còn thằng thứ hai nó có chồng, có vợ này nè. Rồi vợ chồng đi Bình Dương á, nó mới giác đồ rồi lúc nãy nó gửi. Ừ. Rồi bà xã vợ anh bỏ đi lâu chưa? Cũng 8-9 năm nay rồi. 8-9 năm nay. Rồi con trai thì làm nghề kiếm được nhiêu tiền? Khi cũng tùy theo, ví dụ người ta mướn rửa hầm, có khi 200 có, 250 có, rồi 300 có, trả lợi. Ừ. Dùng... bởi vì đông người rửa chứ không phải là nói là một hai người. Ừ. Còn con dâu? Con dâu làm dâu có khi nhà rồi nấu cơm nước, rồi khi người ta mướn lựa hào đồ, nó đi lựa hào đồ. Chung hai chồng mà chịu cài thì tháng thu nhập cũng mười mấy triệu. Cái này thì không có. Chứ phải mình mặn mà chọn á, thì nói cái khi con tôi rửa hầm, khi ta lên cái rửa hầm chỉ cái nghỉ chừng 4-5 ngày, cái ta kêu cái rửa được cái nữa. Thôi cũng đi làm lặt vặt hay thục cua đá đồ dưới sông đồ với ăn thêm vậy đó. Chứ đây mà nói mình thu nhập mà kiểu đó thì không có, bởi vì phải mà có mặn mà liên tục á. Một tháng mà mặn cỡ 25 ngày thôi thì mình có cái cũng được, còn này có khi tháng làm có 6-7 ngày à. Bác sĩ nói anh bị bệnh gì? Bệnh lúc trước bệnh phổi, bây giờ nó sang qua hen xỉn đây nè. Đổ, đổ, hết đơn. Đi đâu cũng phải bỏ cái chai này theo. Còn ở nhà thì phun cái đó. Nó mệt cái xịt. Mua chai này thì 165.000 chai. Anh nhậu nhiều không? Không, hồi nào giờ không có nhậu. Rồi anh sống về thấy buồn. Sống về thấy buồn không? Thì lúc đầu nó cũng buồn, rồi sau này ở nhà với cháu đồ từ từ thì mình cũng quen. Chung anh phải vận động, vận động rồi để giúp cho mình nó cải thiện được sức khỏe. Với phần lúc trước con tôi cũng có đi mạng ở tránh nó năm trước, của năm sau tôi bệnh rồi vợ nó chị giờ này luôn. Gây bệnh rồi ở đây cô bác chở qua bệnh viện nằm thì con đi làm rồi. Sơn thấy cuộc sống như thế nào? À. Ở đây thì cũng giống như là ba anh cũng vậy, ba anh cũng hen xỉn, già lớn tuổi, rồi cũng là đi là độc quyền, đã là ra đi. Bây giờ con cái thì ở đây chung với anh hả? Có anh thằng hả? À? Còn như hai đứa kia nó theo mẹ nó. Rồi còn thằng lớn thì nó có chồng có vợ, nó ra riêng lâu rồi, nó ở trên kia rồi. Rồi vợ chồng đi màng rồi nó đem chở ba đồ này chúng nó gửi. Em, tụi em đi cái chương trình Tiến Cao Cuộc Đời á, thì đi thăm các hộ gia đình. Thì em đi để mà trải nghiệm, để mà chia sẻ cái tình yêu thương đó với bà con. Thì nó cũng không có nhiều, mà chính cái đồng tiền buôn bán cao sổ bắp của em, anh Sơn có mua ít cao để mà gửi tặng bà con. Thì anh thì nó bị hen xỉn vậy thì không có làm mặn được, nhưng mà nghe em khuyên thì nên vận động, vận động để cho mình có sức khỏe hơn. Chưa nhà giết nó cũng buồn. Không, không có đi tới lui, có khi mình vậy đó nói chuyện vậy đó với anh với chú đồ vậy chứ cái nó muốn lên cơn mệt cái làm như mình nó bắt lên cơn mệt. Và nó nghe bác sĩ cũng không cho mình mằn nặng, sợ mằn nặng đó. Rồi nó lên cơn mệt ngắt không được đó, mình chết. Nó ngay bệnh cũng có khi nằm viện đó 7-8 ngày. Rồi về thì đi đâu cũng phải bỏ cái chai này theo. Cái lúc nó mệt đó cái mình xịt. Còn cái lúc nào nó không mệt thôi. Nữa nhà khi cái máy phun đó, cái mình hết thuốc này cái mua một hũ như vậy là 17.000. Mà nó nhỏ xíu à. Rồi về mình mới phun cái này. Mua cái hũ này nè, cái nắp này nè, cái hũ nhỏ vậy đó. Em tên gì? Dạ con tên Bình. Tên Bình hả? Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? Con 31. 31 rồi. Dạ. Bà xã làm nghề gì con? Dạ, không có làm. Không có làm hả? Tại vì đây làm dưới sông, không đâu biết lỗi đâu. Rồi.
rồi bà xã không có làm thêm cái này gì đâu. Tôi có đi mần tôm hay mần gì thêm phụ người ta. Cái khi ở đây người ta mướn trẻ hào đồ gì đó thì nó đi làm, còn không có thì nó ở nhà nó cơm nước. Ở đây thì không có đâu có công ty hả, đâu có dừa gì đâu, chỉ có cái dừa hào nè. Khi qua nó mướn mấy nhỏ nó qua lựa hoặc là trẻ hào đồ gì đó. Con trai con hôm nay nhiêu tuổi rồi đứa đầu? Con có thằng 12 tuổi. Con đứa một. Cô vẫn còn đi học không? Nhà mình gia đình có sổ nghèo không anh? Có hổ sổ cận nghèo. Cận nghèo không? Chung anh cũng còn ở phước, con trai có hiếu, làm nó làm lo cho cha. Giờ là quý rồi. Thì giờ nhắm với vợ chồng nó. Nói chung có nhiều hoàn cảnh thì con cái bỏ đi tứ xứ hết trơn. Rồi cha mẹ cũng sống cua cút vậy đó. Anh thì anh cũng còn được con trai, nói chung nó thương anh thì nó tuy rằng không khoái giả nhưng mà nó giàu cái tình hiếu thảo. Ô, anh cũng gán cố gắng. Thôi nó nữa nào có cầm bịch cao sô bóp vô gửi cao của chú Sơn để tặng. Em gửi anh 5 cây cao anh để dành anh sô bóp ha. Sô bóp hả? Dạ. Để dành anh sô bóp để cũng cảm ơn mấy đào nhất chú không anh có đào nhất thì anh xoa bóp giùm em nha, xoa bóp vô để cho nó giảm đau, nhưng mà cái này anh tha mỗi ngày anh tha 2-3 lần tha tới đâu anh thoa tới đó rồi nếu mà có đau nhất thì anh thoa không để dành anh xài. Em thì cái này của anh Sơn gửi tặng anh, em cũng đi bán từng chai cao vậy, anh chia sẻ với anh 2 triệu để anh phụ anh mua thuốc. Anh thật sự có đứa con trai thì rất là quý luôn á, có hiếu vô cùng. Cũng cảm ơn chú không, cảm ơn mấy em với anh không. Thì chung anh dáng cố gắng, anh ăn uống điều độ vô rồi với anh vận động nữa. Rồi dần dần cái nó cải thiện cái bệnh. Rồi, dù giờ anh không có làm được cái gì nặng thì kiếm cái gì anh làm thêm phụ với con trai, thấy bỏ mình làm tội nghiệp. Rồi thì cũng ở nhà làm lặt vặt thôi chứ ngoài ra cũng không có đâu có đi sông đi suối mà làm với con được đâu. Với nhà làm lặt vặt rồi chứ. Cũng như ai mướn ra mà đẻo cán búa hay là đẻo cán giá rồi cha không làm nhá, không làm nặng không nổi. Tức là ta thuê đẻo mấy cán rồi này kia rồi. Đẻo cán này nè, mới đẻo cho ta mà cũng chưa có rồi. Đi ngồi. Ngồi nhà đi. Thì cũng mới đẻo cho tức ta. Là mình đẻo một cái cây vậy là được nhiều cái này vô rồi luôn 30-40 ngàn bạc à, tới lựa mấy cây là ngon ngon cứng cứng rồi mình đẻo rồi mình vô cho người ta ăn cây mấy chục à. Đẻo một cây thời gian anh mất bao nhiêu tiền bao lâu cũng buổi chắc cả tiếng hồ rồi đẻo tay thôi đẻo tay cũng khéo nhá. Đây. Đẻo tay cũng khéo anh Sơn. Cái này không, chú không có bào. Không. Không. Ừ. Chỉ cái máy chà đó mình chà nó thôi. Mình dây nhám chà vô. Nhìn cây nhìn chắc lắm á, nhìn cây nặng rịch luôn. Cây này cái phía trước này là cây đước. Cây đước à. Đước là ngon lành rồi. Đước là còn gì bằng. Cây lâu lâu vậy đó, lâu lâu người ta mới mướn. Đẻo kêu đẻo chứ đâu á. Thôi anh Giáng cố gắng, rồi em gỡ, đến đây thăm gia đình mình tí rồi em lên đường thì cái hành trình đó em đi còn ở dưới Cà Mau là còn tới cuối tháng là thăm nhiều gia đình. Thôi cũng cảm ơn anh với mấy chú với mấy cô. Cố gắng lên. Thuốc men cũng mà không đem theo như bủ bối à.
nhà nó ngay bị hen xỉn này, có khi rồi mình còn ở đây rồi cũng mua cho đồ gì đó rồi mình ái cái mình xịt. Mình xịt chứ đâu có đi qua bác sĩ kịp đâu. Đúng rồi. Cái này hồi đó ba em thì cũng bị cái này nè. Mà khi mà ba em mất là do cái chai này hết. Em nhớ hoài luôn. Lúc đó tụi em đi không ai ở nhà. Ba em dán chạy ra ngoài đường. Đâu có đấy mà tại xe cái chai đó. Này lại nhớ hình ảnh. Nó trên cái này gần hết rồi mua con chai để sẵn gì đó. Ông chạy ra đường ông mua mà lúc đó ông chạy đi đường đi dọc đường ông quỵ xuống. Ông quỵ té giữa đường luôn rồi người ta đỡ vô bệnh viện rồi ba em đi luôn. Là tụi em chạy vô tới bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là vô đó thì bác sĩ với lại y tá sang rồi ba em mất rồi. Chết đứng. Lúc đó em vuốt mắt ba em. Vuốt mắt xong nha kêu ba về ba ơi. Con xin lỗi con về không kịp. Con xin lỗi con về không kịp. Nhìn cái chai này em nhớ tới ba. Lúc đó bạn chạy xài chai lớn lắm. Nhưng mà lúc đó thời điểm đó tụi em đi tầm tầm láng. Rồi cũng mỗi ngày cũng ở nhà với ông già vậy đó. Cho nên em nhìn chai này em nhớ hình bóng của bạn. Dạ. Chính vì nó mà ba em thiếu nó đó. Ok ok, giờ thôi con chạy đi. Thì chính vì thiếu nó ba em chạy mua không kịp á. Ông chạy ra đường. Như là nó mua một chai vậy đó xịt được 20 ngày. Mà ở đây một chai 165.000. Rồi cái chai này gần hết cái mua một chai để sẵn vậy đó. Dạ. Ngủ mà đi bụng cũng để cho đầu nằm. Cái đó cái khúc mà nó phi phi cái khi nó mệt á. Yeah. Mình xịt. Giờ hôm nay nấu gì ăn? Nay nhà mình có gì ăn? Chưa có làm gì ăn nhân. Chưa làm gì ăn. Làm gì mồi em anh nhậu rồi. Anh đâu có nhậu được đâu. À giờ đâu có nhậu đâu. Trời dành rồi. Mà nói ngày nào giờ không có nhậu, đi đám thì tiệc cũng không có. Dạ. Thôi anh gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Nha. Rồi có dịp thì gặp lại. Dạ. Dạ. Thì anh Sơn cũng gửi anh mấy chai cao để có đau nhất rồi anh tha. Dạ. Xương cốt còn ngon mà. Vậy chứ mà vậy chứ nó đụng tới cái gì mạnh mạnh cái là nó bầm, làm như là nó đụng cái làm như là nó máu như cái nó bầm. Nó bầm mới 5 7 ngày nó mới hết. Tay chân là gì đó. Thanh lọc cơ thể đi. Làm gì mà đụng tới cái là nó bầm như là nó bầm bầm cho nó còn gì nè. Dạ. Ok, giờ em xin phép em đi em lên đường. À. Chúc anh nhiều sức khỏe. À, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Anh Sơn thấy không? Nhà dưới quê á, là nền đất á, mà lúc nào cũng ngon lành, nó mát lắm. Mát á, kiểu thiên nhiên á. Thấy gì với khỏe, dán mấy miếng cái bao, mấy cái bao nè. Dán lên. Bảo hiểm của ai? Thì có nón bảo hiểm của mấy bên ủy ban á. Dán cái này nè. Thấy vậy chứ nước nó không có lên. Đó. Ừ. Ở dưới là đất không á. Đất á. Cũng dán, hồi nãy cũng dán ni lông ở dưới nè. Đúng rồi. Cái bao nè, bao tôm nó xin gì dâu nó hết rồi nó đóng. Cái này là cái đất không à. Nhìn thấy sạch. Vô tình mấy anh cha. Vô tình mấy anh cha được quảng cáo. Rồi. Thôi, cố gắng nha anh nha. Cố gắng nha. Ok. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi thằng đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây anh Sơn thấy này người ta đi làm, người ta đi hóp cửa này, đó từng sống bằng mấy cái nghề này nè. Cái này bây giờ người ta đập, người ta hốt ra để làm gì anh? Người ta hốt ra để làm gì à? Nhỏ quá thì đầm chán đi nữa. À. Còn bự thì người ta lấy một cái thỏ bán lại nữa. Tức là đập ra để làm đường đi. Chán đi. Này thì chắc mà nó bán ghê luôn, bán khủng khiếp luôn. Này nó cắt một cái một cái là mũ luôn á. Chúng ta chơi luôn. Lắm luôn, qua ổn con cà phê đi cà phê chú Tám vậy phải không? Đi tiếp còn nhiều lắm. Coi như màn chú Tám thiệt. À, ok. Rồi. Qua qua nhà con uống cà phê. Ok. Rồi ok. Ok. Rồi cho làm mấy trước mấy ly cà phê đi. Không? 5 ly cà phê đó trước đi. Không? Cái này người ta làm thấy vậy đó rất là cực nha cái nhà. Thì khi mà đi rửa đó, ăn từng kilo ha. Một ký như vậy là bao nhiêu tiền? Ký tùy theo loại 70, 80, 90 á. Có. Dưới đây không cái giá nó bèo lắm. 70 mấy ngàn à. Nó bèo lắm. Không, theo bây giờ chú Tám ngàn á. Tức là rửa ra là một ký là bao nhiêu? Theo bây giờ. Đi chú Tám bây giờ. Không, bây giờ con ở đây con có 10 mấy ngàn tí à. Là okay. Tức là mình đi mình hốt lên rồi mình lấy ruột ra mình bán à. Không có nguyên con gì à. Nguyên con giờ là 10 mấy ngàn. Ừ, 10 mấy ngàn một ký à. Đúng. À. Bán ruột nó khác, giá cũng cỡ 2 mấy. Đó cả nhà thấy không? Thì cái cuộc sống của bà con á. Ở đây á thì sông nước mà. Sang chạy vô tới trong này là dùng xa lắm rồi đó. Xa với lại cái thị trấn của huyện Đầm Dơi rồi đó. Đi chạy ngoằn ngoèo luôn vô tới trong này. Mà đi trong này hầu như là cái giao thông đường thủy là chính. Thậm chí có những cái cầu ở này kia nó không có mà cầu để đi qua luôn. Sử dụng bằng là đò với vỏ lã. Thì mỗi nhà muôn sinh cuộc sống người ta quen bám với lại cái con nước rồi. Ngoài cái nghề mà đánh bắt cũng như là mò ốc đổ này kia nọ đó, nhìn cả nhà thấy không, như đã là người ta đó, người ta để là mấy con sò người ta là cả đống luôn, rất là nhiều. Tôi với cái hoàn cảnh thứ hai này thì Sang cũng đã chia sẻ với mọi người xem cái khung cảnh về gia đình của người dân ở đây. Thì cuộc sống cũng rất là còn khó khăn. Thì Sang chia sẻ được cái gì chia sẻ. Thì một lần nữa Sang cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dõi theo cái hành trình tiến ra cuộc đời của Sang. Thì đừng quên cho Sang để lại cái bình luận cũng như là một like bên dưới. Và tiếp tục dõi theo cái hành trình tiến ra cuộc đời mùa 2 vào tập 3 kế tiếp nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Một lần nữa kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye nha.